Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị trước màn ảnh đây là hai cái dòng mận được có tên là mận da người chú anh chị. À, nhiều của chú anh chị muốn tìm lại mận này dữ lắm rồi. Những thế hệ như 8X, 9X rồi tở lên thì chắc chắn là ăn rồi sẽ nhớ mãi luôn. Dạ. Hai dòng em giới thiệu như sau. Đây là mận da người mà mẫu trái của bạn này thì nó gần như hơi tròn. Còn cái mận da người cái bạn này lá nhọn vậy thì mẫu tái nó gần như nó hơi dài đó. Hơi dài và nhọn đó. Hai cái bản lá nó khác nhau, cái bạn này hơi tròn này thì cái tái nó thì nó bự và to, còn cái mẫu này thì nó gọi là da người lá dài á thì nó thon và nó nhọn đầu nó, mà nhưng hai bạn này thì so chung quy ra thì tái rất là sai. Da người nhiều của chú anh chị bạn trẻ hiện nay nói chắc chắn là nó màu trắng rồi nó pha hồng hồng. Dạ xin thưa, không phải da người ở đây, cái màu của nó đúng hồi xưa người ta gọi là cái màu xanh phớt trắng phớt hồng, nó đó là chính là mới mặn là da người của chú anh chị là mới chuẩn đó. Em tìm lại gặp bạn nay em xin giới thiệu để giao lưu và chia sẻ cho cô chú anh chị nào yêu thích dòng mặn da người xin liên hệ bên em. Em có đủ hai dòng luôn. Dạ, dòng tái to và dòng tái dừa. Nó nhìn cái bản lá là của chú anh chị biết rồi. Nè, của chú anh chị theo không ạ? Dân của tụi em gọi là mặn da người gợn sóng, vì cái lá nó hơi gợn gợn như sóng. Còn mặn da người đuôi nhọn, nó dễ phân biệt nhất vậy đi. Đó, rồi tái lớn tái nhỏ hơn xíu. Đó, rồi mẫu tái toàn mẫu tái hơi nhọn. Đó. Rồi em chân thành là cảm ơn cô chú anh chị xem kênh. Em kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Đó. Rồi một điều em xin chia sẻ thêm là mặn da người mẫu tái lớn thì nó lá xuống thì nó đầy đủ hơn. Còn dòng mặn da người mà lá nhọn thì xuống thì nó sẽ có hiện tượng như vậy. Nhưng mà em bao chú với anh chị là cái giống khỏe mạnh, vì bạn này xuống là có hiện tượng gọi là tuột lá rất là nhiều. Đó là những điều bên em xin chia sẻ cho cô chú anh chị. Nhưng mà cái cây mạnh khỏe của chú anh chị tòng cái nó phát liền, vì dòng mặn bản thân nó cặm dẫn sống của chú anh chị cứ yên tâm, không chi là mình chu cành ra. Đó, lúc gà thời tiết nắng nóng thì chiếc cành thì nó rất là hao của chú anh chị, rất là hao và tụ lỗi luôn. Miễn mà tụ lỗi thì nó rất là yếu cái nhánh, thì thành ra bên em có biện pháp là chu cành. Đó, lấy nó chu nó của chú anh chị, hoặc là lấy gốc mặn mặn rừng đó chú anh chị, hoặc là Ấn Độ chui thì làm những cái gốc hôm á chui rất là khỏe của chú anh chị, rễ rất là nhiều. Rồi em chân thành là cảm ơn của chú anh chị xem kênh nha. Em xin chia sẻ sim cho cô chú anh chị để hỏi sao mà giao cây mận ít lá quá hoặc cây lận nhiều lá. Rồi em chân thành cảm ơn cho cô chú anh chị hiểu tâm tình bên em. Rồi em chân thành cảm ơn để xem kênh ạ. Chiều cao cây thì em tính từ mặt bầu đi lên thì các bạn này được 5 tấc, và bạn này là bầu nuôi. Dạ, thì có 6 tấc. Rồi em chân thành cảm ơn.